chào tất cả các bạn, chúng tôi là Sương Media. Sương đã có một mùa kỳ yếu, thành công ngoài sức tưởng tượng của tất cả các bạn 2K. Sự thành công không chỉ ở một lịch trình kín mít suốt 2 tháng vừa qua, những sản phẩm đậm chất Sương được ghi nhận mà còn ở chính tình cảm của tất cả các thành viên ở lớp đã dành cho team Sương chúng mình. Những lúc trò chuyện bí mật nhỏ to, những ảnh gì mà không bao giờ có thể chìm cùng với Sương, nó là cột mốc ghi dấu cho tất cả các bạn ở năm 2018 này. Để hồi đáp cho những review cảm ơn rất là nồng nhiệt, những vô năm sau sức lấp lánh ở trên page, những comment đầy yêu thương và những em thể hiện tình yêu mãnh liệt dành cho Sương. Sương đã quyết định dành tặng một món quà rất là đặc biệt cho các lớp đã đồng hành cùng Sương trong mùa kỷ yếu 2018. Và đó là một buổi thường lễ tri ân và trưởng thành cùng Sương. Và đặc biệt là cho tất cả các lớp đã chọn những gói full combo No Lam. Đồng hành cùng đó là chúng mình có những voucher giảm giá 10% tất cả dịch vụ khác của Sương dành cho các thành viên lớp mà đã sử dụng dịch vụ chụp kỷ yếu của Sương trong mùa năm nay. Thay mặt Sương, chúc các em có một kỳ thi thật tốt, chúc các em một tương lai thật rực rỡ và rất là cảm ơn các em. Và một lần nữa, chúng tôi là Sương Media. Hôm nay ngày lành thật tốt. Và chúng tôi là Sương Media. Thằng Trương chưa xuống. Nóng quá. Những ngồi lúc ngồi lúc. Xin chào tất cả các bạn, chúng tôi là Sương Media. Có mặt trường nhá. Có anh. Sao lại ngồi đấy lấy đâu ra? Sơ, 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 sơ